Yeah, các bạn thấy tôi lạ chưa? Tôi đang xuất hiện trong một cái mặt rất là dị vì tôi sắp chơi một trò chơi rất hay, đó là vịt hóa thiên nga. Vì để chơi trò chơi này tôi đã bôi rất nhiều thứ đen đen lên mặt tôi, các bạn nhìn chưa? Rất là kinh khủng luôn. Bây giờ tôi xấu kinh khủng luôn đấy. Các bạn đã vốn dĩ tôi đã xấu rồi, bây giờ tôi càng ngày càng xấu hơn. Ok, các bạn thấy xấu chưa? Đấy, xấu kinh khủng luôn. Vì tôi xấu nên mang nhiều mặc cảm, đi đâu ai ghét, thật sự rất là buồn. Vì vậy hôm nay tôi sẽ quyết định làm cái trò vịt hóa thiên nga để xem tôi có đẹp trai hơn không, hay tôi vẫn khắm như ngày xưa. À không phải khắm mà là xấu như ngày xưa. Bây giờ chúng ta sẽ chơi nhá. Biến nào. Chú. À quên, chưa rửa mặt, quên nhầm. Xin lỗi các bạn, bây giờ tôi đi rửa mặt xem có đẹp không hay là vẫn xấu nhá. Xin lỗi nhá. À quên. Bây giờ tôi đi rửa mặt thật, không đùa các bạn nữa, không đùa nữa. Thôi, đi. Tôi xấu sẵn rồi, không thể nào đẹp được. Vịt hóa thiên nga đến cả 100 lần thì tôi vẫn xấu thôi. Xấu sẵn rồi, không bao giờ đẹp trai được. Nhưng mà muốn đẹp thì vẫn có cách. Xấu hay đẹp không quan trọng, quan trọng là bạn nghĩ gì về bản thân bạn. Bạn thấy bạn tự tin, bạn thấy bạn đẳng cấp thì xấu là cái gì không quan tâm. Nói vậy thôi chứ đẹp ai giải thích. Nhưng mà riêng đối với tôi ấy, đẹp không quan trọng. Các bạn nhìn dâu tôi là biết đấy. Đấy là tôi tâm sự với bản thân tôi nhá. Chứ còn ngoài kia rất nhiều người muốn đẹp, với cả rất nhiều người đẹp nữa. À còn giới YouTube này nữa, giới YouTuber này. Tôi thấy có rất nhiều ông đẹp trai, nhưng mà đẹp trai nhất đối với tôi ấy là Nguyễn Thành Nam và Tiền Du Vi B4. Chắc hai ông này là đẹp trai khoai to nhất YouTube. Tôi đoán vậy thôi chứ còn không biết khoai có to không. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.